Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có cơ hội để học hỏi những cái chìa khóa để chúng ta có thể đứng vào trong vị trí của một người cầu thai, kết quả linh nghiệm. Và dân tộc của chúng ta, hội thánh của Chúa cần những chiến sĩ cầu nguyện. Không phải chỉ là nói lên những lời cầu nguyện của mình ở trước mặt Chúa và hy vọng rằng sẽ có một việc gì đó xảy ra. Nhưng người biết chắc được vị trí của mình và đứng nơi giọng canh như Chúa Ngài đã đặt để trong hình ảnh những người lính canh đứng ở trên giọng canh của mình, quan sát những điều ở trước mắt để xem có cái sự lén lút tấn công của kẻ thù tiến dần đến thành của mình, để sớm thông báo để cho những người dân trong thành biết để có thể đối phó. Một công tác khác nữa của người cầu thai ở trong hình ảnh của Cựu Ước, đó là người đứng vào ở trong cái chỗ sức mẻ. Trong lúc họ đi lại ở trên tường thành để canh gác, thì khi họ thấy có những cái vết nứt nào xảy ra ở trong cái tường thành bảo vệ dân chúng bên trong, thì họ cũng làm một cái công việc nữa, đó là lắp vá lại cái chỗ rạn nứt. Cho nên được gọi một cái danh từ khác nữa là những người đứng vào chỗ sức mẻ, stand in the gap. Thì chúng ta thấy rằng đó là những hình ảnh mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy. Buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ dựa trên một lẽ thật quan trọng nữa mà tôi đã đọc khi nãy ở trong Colossae chương 2 câu số 15. Chúng ta biết rằng Đấng Christ đã chiến thắng Satan ở trên thập tự giá. Và nhiệm vụ của chúng ta cầu nguyện là trong quyền năng của Chúa Giêsu Đấng phục sinh để chúng ta thực thi sự chiến thắng khải hoàn của Ngài vào trong những hoàn cảnh, vào trong những cuộc đời cũng như là trường hợp mà chúng ta tập trung cầu nguyện. Rất nhiều là cho gia tộc của chúng ta, cho gia đình gia tộc của chúng ta và cho dân tộc của chúng ta để nhiều người được cứu. Thì Colossae chương 2 câu 15 chép: Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Thì chúng ta để ý đến tại đây thì chúng ta thấy được một cái lẽ thật, đó là Ngài đã trút phế các quyền thống trị, các thế lực. Ngài dùng thập tự giá để chiến thắng chúng nó và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Khi Chúa Giêsu chịu chết tại thập tự giá, tội lỗi của tất cả chúng ta được ghép vào và được đóng đinh với Ngài tại thập tự giá theo như lời của Chúa dạy. Và khi Chúa Ngài đắc thắng sự chết, khi Chúa Ngài chịu chôn, ngày thứ ba Ngài sống lại, thì tất cả những cái quyền lực mà trước đây nó đã từng cai trị trên đời sống của chúng ta đã được Chúa Ngài thắng và Ngài nộp ra một cách tỏ tường giữa thiên hạ. Bởi vì Ngài chịu đóng đinh ở giữa một cái đường giao thông quốc tế. Nếu ngày hôm nay chúng ta có về Jerusalem, thành Jerusalem cổ, thì chúng ta sẽ thấy có một cái địa điểm mà trong những thập niên sau này hội thánh của Chúa đã tìm được một cái di tích được gọi là cái vườn cầu nguyện. Thì chúng ta nghe trong các sách phúc âm ghi lại cho chúng ta biết rằng đó là một cái giao lộ, bởi vì cái bảng để bên trên thập tự giá Đức Chúa Jesus Christ ở trong các ngôn ngữ khác nhau. Thì đó là một cái giao lộ. Thì cái đồi đó được gọi là đồi Golgotha, có nghĩa là đồi sọ. Thì nó hình dáng giống như là một cái sọ người. Thì từ trước chúng ta biết rằng nhiều thế kỷ thì giáo hội Công giáo đã có một cái địa điểm gọi là cái ngôi mộ trống của Chúa Giêsu, nhưng mà không có những cái dấu hiệu của ở chỗ đó là cái chỗ như là một cái đồi như đã mô tả ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà có một tướng lãnh của quân đội Anh, ông đứng đối diện với một cái đồi, và một buổi sáng ông nhìn với cái góc cạnh của ánh sáng mặt trời trong cái giây phút đó, thì ông thấy có một cái đồi đối diện và ông thấy hai cái khóe mắt và cái xương mũi, và cái đồi nó giống như là một cái sọ. Thì ông nói rằng đây có thể là chỗ mà Kinh Thánh đã mô tả. Họ dắt Chúa lên một cái đồi được gọi là Golgotha hay là đồi sọ. Thì ông đã thông báo lên và nhiều người bắt đầu để ý. Nếu hôm nay chúng ta đến đó thì chúng ta thấy đó cũng là một cái trạm xe bus, một cái giao lộ. Thì việc mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở tại đồi Golgotha, dân chúng đi qua đi lại, đó là một cái đường giao tiếp mà các sứ có thể đi qua. Vì có những người đi qua đi lại với những ngôn ngữ khác nhau, cho nên chúng ta thấy lính La Mã đã làm một cái bảng để tội của Chúa Giêsu. Người này xưng là vua của dân Giuđa. Thì chúng ta thấy rằng đã được ghi trong ba thư tín. Thì chúng ta thấy sự chết của Chúa là Ngài chết ở giữa công chúng và nộp ra một cách tỏ tường giữa thiên hạ là như vậy. Thì khi Chúa chịu chết, chịu chôn và sống lại, thì công việc của Ngài là làm cho tất cả mọi người.
Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Nhưng mà câu hỏi đặt ra tại đây, nếu Chúa Giê-xu đã thắng trận thì tại sao chúng ta phải chiến đấu? Đây là câu hỏi mà có câu trả lời sẽ giúp đỡ chúng ta. Chúng ta thấy đây là một cái câu hỏi rất hay, cần phải xem xét. Thì chúng ta hãy xem xét điều này. Có một cái hình ảnh để chúng ta thấy là vào cuối Thế chiến thứ hai, thì quân đội đồng minh Allies đã thắng được Đức Quốc xã, Hitler đã bị đánh bại. Và tuy nhiên chúng ta thấy quân đội đồng minh vẫn có lính đóng cứ ở những cái địa điểm của các nước khác nhau ở tại châu Âu, nhằm mục đích để đảm bảo các cái khu vực này làm đúng theo điều khoản của sự chiến thắng. Thì đó là hình ảnh mà chúng ta thấy Chúa Ngài đang đặt để chúng ta. Cuộc chiến đã được Chúa Giê-xu thắng rồi, nhưng mà Ngài đặt chúng ta ở trong những vị trí và những cái công tác để chúng ta đảm bảo các điều khoản của sự chiến thắng của Đức Chúa Jesus Christ được thực hiện. Thì chúng ta trong sự cầu thai cũng vậy, chúng ta thực thi chiến thắng của Đức Chúa Jesus đã giành được tại đồi Golgotha nhờ sự đổ huyết của Ngài vào trong những hoàn cảnh khác nhau. Ở đây chúng ta có thể bày tỏ thực thi sự đắc thắng của Chúa. Tối hôm qua tôi có một giấc mơ cũng khá đặc biệt, là tôi khi thức dậy thì tôi nhảy ra khỏi giường và ghi lại là tôi thấy mình đang đi sinh hoạt ở một cái nơi nào đó. Thì nghe những tiếng ồn ào và người ta la lên rằng: ô, mục sư Khánh đang ở đây, mục sư Khánh đang ở đây. Thì chúng tôi xoay lại nhìn thì biết rằng có những anh em mà tôi nhìn mặt thì thấy là của hội hay phái Baptist. Họ la lên rằng có rất là nhiều người bệnh và những người cần chữa lành tại đây, nhưng mà chúng tôi không ai tại đây biết để giúp đỡ cho họ. Thì tôi nói việc đó thì tôi có thể giúp quý vị. Rồi một cái cảnh rất là lạ xảy ra là kế tiếp thì tôi thấy tôi nằm ở trên cái võng. Và tôi công bố bằng lời, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những cái hoạt động bất hợp pháp trong thân thể của những con người này, không đúng theo những ý định mà Đức Chúa Trời Ngài đã định, phải chấm dứt và sự chữa lành đến cho họ ngay tức thì. Thì lập tức người ta được chữa lành mà người ta la lên. Rồi cũng như vậy, cũng nằm ở trên võng và tôi công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những cái sự áp bức bất hợp pháp ở trên những cuộc đời, ta công bố trong danh Đức Chúa Jesus, chúng mày phải ra khỏi những con người này. Thì những người bị quỷ ám, bị xiềng xích đó, họ được người ta tháo gỡ những cái xiềng và họ được sự tự do. Thì tôi giật mình thức dậy và tôi đặt câu hỏi: tại sao mình có vẻ quan liêu quá, nằm ở trên cái võng mà đuổi quỷ và chữa bệnh như thế này? Thì tôi nghe Đức Thánh Linh Ngài nói rằng đó là hình ảnh của ta muốn cho những người xung quanh thấy được rằng việc đuổi quỷ và chữa bệnh không phải là chuyện khó. Bởi vì tất cả đã được Đức Chúa Giê-xu làm xong rồi. Chúng ta chỉ là những người thực thi, chúng ta là những người hiệu lực quá những gì Chúa Giê-xu đã làm xong rồi. Bởi vì chúng ta được lành bởi những lằn đòn Chúa Ngài đã gánh chịu. Chúng ta có thể được sự tự do bởi danh của Đức Chúa Giê-xu. Nên chúng ta không cần phải hò hét, phải rượt đuổi nữa. Mà nằm trên võng cũng có thể chữa bệnh được, vì trong danh Đức Chúa Giê-xu chúng ta làm công việc đó. Nằm trên võng cũng có thể trị quỷ được, bởi vì không phải chúng ta, nhưng mà là danh của Chúa quyền năng mà Chúa Ngài cho chúng ta đặc ân để sử dụng. Nên tôi tin rằng Chúa Ngài giúp đỡ cho tôi thấy trong cái giấc chiêm bao đó, để xác nhận chúng ta cần giúp đỡ, trang bị đến em của chúng ta. Không có cái việc mà giúp đỡ cho những người đau ốm cần được chữa lành, những cái việc kinh khủng, việc khủng khiếp, việc rất là khó, mà phải có những con người đặc biệt nào đó mới được. Nhưng mà thật ra Chúa Ngài bảo với chúng ta là những người tin, chỉ có điều kiện là tin thôi, thì chúng ta cũng có thể nhân danh Chúa mà chúng ta trị quỷ, chúng ta nhân danh Chúa đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta cần cảnh giác rằng chúng ta có một kẻ thù. Và đó là điều quan trọng để chúng ta cần cảnh giác. Một kẻ thù chung của chúng ta. Và Chúa Giê-xu cho chúng ta biết rằng nó đến chỉ để cướp giết và quỷ diệt. Nhưng cái điều quan trọng hơn là chúng ta cần biết rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời toàn năng. Và đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có sự quân bình. Nhiều khi chúng ta thấy là người ta nhấn mạnh quá nhiều về ma quỷ mà quên nhắc nhở chính mình rằng chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời toàn năng. Đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ trong thế gian, như hôm Chủ nhật chúng ta được nhắc nhở. Đấng Christ ở trong chúng ta lớn hơn tất cả những cái tư tưởng xấu, những cái thói hư tật xấu, những thứ mà chúng ta có thể đối diện ở trong cuộc sống này. Và bởi Ngài chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng, được sự tự do trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tối hôm nay ở trong cái chức vụ cầu thai, chúng ta cần định nghĩa trở lại cầu thai là gì. Và chúng ta sẽ xem hai cái công cụ đầu tiên rất quyền năng mà Chúa Ngài cho chúng ta để chúng ta có thể làm công tác của người cầu thai một cách tốt đẹp. Lần đầu tiên khi chữ cầu thai được đề cập đến
Thì chúng ta thấy ở trong Esai 53 câu 12, lời của Chúa chép như thế này về công việc của Đức Chúa Giêsu Christ, đấng Messiah, đấng đến để chịu đau đớn cho chúng ta thông khổ nhân. Vì thế ta sẽ chia phần cho người đồng với những người lớn. Sau khi Chúa Ngài chịu thương khó, thì cái bức ảnh kế tiếp mà chúng ta thấy rằng Chúa sẽ bị định vào trong hàng kẻ dữ nhưng mà được chôn ở trong mộ của người giàu. Chúng ta thấy sau này được ứng nghiệm. Chúa Giêsu đã được chôn ở trong mộ của Joseph người Arimathe, là một người rất là giàu có. Trở lại với khu vườn của nơi mà mộ của Chúa đó, the Garden Tomb, thì người ta khám phá ra rằng ở tại đó có một cái bàn ép rượu, có một khu vườn ở tại đó. Người ta tin rằng đây đúng là cái chỗ, bởi vì ngày xưa mà một người mà có một cái ngôi mộ đục ở trong đá như vậy là một người rất là giàu có. Thì ngôi mộ của Chúa Giêsu được biết đến, chúng ta biết rằng người ta đặt xác của Chúa vào trong đó rồi lăn đá cửa mộ để che mộ lại. Đó là một cái hình ảnh của một cái ngôi mộ mà chúng ta thấy rằng rất là đắt tiền. Và tại đó cũng có một cái khu vườn chúng ta được nghe nói đến. Thì có một cái chỗ mà người ta làm cái hồ để ép rượu. Thì nó là một cái hồ được xây bằng xi măng cẩn gạch. Thì ngày xưa đó là người ta lấy nho, người ta đổ vào trong đó, và những người ép nho bằng cách là họ đạp lên trên những cái trái nho đó cho nó nát ra. Rồi ở dưới họ có một cái chỗ để hứng nước nho đó để họ đi làm rượu nho. Có một cái khu vườn ở trong cái vị trí đó. Chúa Giêsu chịu thương khó, Ngài chịu chôn ở trong mộ. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta thêm trong Esai 53 rằng khi Chúa được chôn ở trong mộ của người giàu thì không chấm dứt tại đó. Nhưng mà cái phần kế tiếp nói lên được những điều tiếp diễn xảy ra, đó là Chúa Giêsu đấng thống khổ nhân đó, chắc chắn là phải có cái sự sống sau bên kia của cái chết của thân thể đó. Mà muốn nói đến sự phục sinh của Chúa thì có nói đến cái kết quả của công việc của Ngài. Và một trong những kết quả là câu số 12 này: vì thế ta sẽ chia phần cho người đồng với những người lớn. Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh. Chúng ta thấy ở đây nói đến hình ảnh Chúa Giêsu sẽ đạt được những chiến lợi phẩm, là những con người, là linh hồn của những con người lạc mất như chúng ta. Để bởi công việc của thập tự giá của Chúa, bởi những công việc mà Chúa Ngài đã hứng chịu trên đường lên thập tự giá và tại thập tự giá, mà chúng ta ngày hôm nay như là những cái chiến lợi phẩm cho Chúa. Chúa cứu chúng ta. Và không phải chúng ta, nhưng mà trải qua bao nhiêu thời đại, từ lúc Chúa Ngài phục sinh cho đến bây giờ, Hội Thánh của Chúa được thành lập. Ngày hôm nay, hiện tại trên thế giới của chúng ta, có hơn 2.2 tỷ người đã là con cái của Chúa. Thì đây thật là những cái chiến lợi phẩm rất là lớn. Người đồng với người lớn, và người sẽ chia chiến lợi phẩm với kẻ mạnh. Vì người đã đổ mạng sống của mình cho đến chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, đã mang lấy tội lỗi của nhiều người. Và một trong những cái công tác mà Chúa Giêsu Ngài làm đó là cầu thai cho những kẻ phạm tội. Ở đây lần đầu tiên chữ cầu thai tại đây được nhắc đến. Vì trong tiếng Hebrew, chữ cầu thai đó là chữ paga. Nó có nghĩa là chống lại, có một cái sự va chạm. Điều nghĩa thứ hai là đứng giữa để nài xin hay là kêu cầu. Đó là công tác của người cầu thai. Chúng ta chống lại những cái gì đó nó đang diễn ra. Mà tôi thường nhắc anh chị em có một cái sự trùng hợp mà rất là ý nghĩa. Nếu chúng ta mở từ điển ở trong tiếng Anh, có ba chữ liền với nhau. Thứ nhất đó là chữ intersect. Chữ thứ nhì kế tiếp, cái chữ kế tiếp liền đó, đó là chữ intercede. Và chúng ta thấy cái chữ kế tiếp nữa đó là chữ interchange. Thì ba chữ này nói lên cái sự cầu thai của chúng ta. Như là bên đội bóng của đối phương đang dẫn banh tiến về khung thành của chúng ta, thì trung vệ hay là một cái người nào đó đã chặn được cái trái bóng đó và đã thay đổi tình hình để đội của chúng ta thay vì sẽ bị tung lưới, thì đội của chúng ta dẫn banh đi về hướng bên đội bên kia và chúng ta tung lưới đá vào trong khung thành của họ. Đó là công việc của sự cầu thai. Khi một cái việc nó đang diễn ra, Chúa Ngài đánh thức chúng ta, Ngài gọi chúng ta, và chúng ta là những người bước ra, chúng ta intercept, chúng ta chặn cái trái bành đó lại, chặn cái công việc đó lại. Rồi trong cái sự cầu thai, chúng ta ôm ấp, chúng ta cầu nguyện cầu thai để chúng ta thay đổi tình hình. Khi chúng ta cầu thai là chúng ta xin Đức Chúa Trời can thiệp, xin Chúa nhúng tay vào, xin Chúa cứu giúp, xin Chúa chữa lành, xin Chúa giải cứu. Thì chúng ta thấy rằng cái kết quả sau khi chúng ta cầu nguyện là hoàn cảnh thay đổi. Từ chỗ chắc là thua đó, chắc là sẽ bị tung lưới, đến cái chỗ chúng ta lật ngược tình hình và chúng ta sẽ tung lưới đội bên kia. Đó là công việc của chữ cầu thai. Chúng ta đứng ở giữa, chúng ta nài xin, chúng ta kêu cầu.
Cầu thai là đến với Chúa và cầu xin thay cho một người nào đó mà họ không biết để cầu nguyện cho chính mình hay là cầu thay cho chính mình. Cầu thai là một cái chức vụ hỗ trợ và thuộc về thân thể của Đấng Christ. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa bảo chúng ta hãy mang gánh nặng cho nhau, đó là chữ cầu thai. Những người mạnh mang gánh nặng cho những người yếu, đó là chữ cầu thai. Khi chúng ta được Chúa ngài cho chúng ta biết để chúng ta có thể cầu thai cho mọi người, Chúa ngài có chỉ ra cho chúng ta những điều cần phải cầu nguyện. Bởi vì có nhiều lúc con người chúng ta vì lơ đễnh, vì bất cẩn, chúng ta có thể đánh mất những cái đồng tiền ở trong cuộc đời của mình. Chúng ta cũng có thể đánh mất cái chỗ đứng của mình, mất lửa, mất sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà Chúa ngài có những con người trong hội thánh của Chúa, trong thân thể của Chúa, được Chúa sức dầu để có thể đứng vào trong vị trí cầu thai cho chúng ta. Và đây là một trong những cái công việc mà những người được ơn Chúa và đã từng gặp Chúa mặt đối mặt, đã được Chúa ngài cho biết đây là một trong những công việc mà Chúa yêu thích nhất. Bởi vì khi chúng ta hiểu được Sáng Thế Ký chương 1 câu 26, thì chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao Đức Chúa Trời ngài đi tìm những người cầu thai trên đất này. Cho nên khi Chúa ngài nhìn thấy tội ác đang diễn ra mà không có người nào cầu thai, Chúa ngài ngạc nhiên về điều đó, ngài lấy làm lạ về việc đó. Vì khi chúng ta là những người con cái của Chúa, khi chúng ta thấy những điều xảy ra ở trong gia đình của mình, trong gia tộc của mình, ở trong dân tộc của mình, mà không đúng theo những điều Chúa dạy, mà chúng ta không cầu nguyện, thì Chúa ngài lấy làm lạ lắm. Bởi vì Sáng Thế Ký chương 1 câu 26, Chúa dạy chúng ta như thế này. Ba ngôi Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau. Chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và theo tượng ta. Và hai cái chữ kế tiếp rất là quan trọng, đó là chữ để họ cai trị ở trên đất này. Muôn loài bò trên mặt đất, sống động trên mặt đất. Chúa dựng nên chúng ta. Và cái kế hoạch của Chúa là để loài người chúng ta cai trị ở trên đất này. Đây có nghĩa là chúng ta là những người chủ gia đình. Chúa ngài không can thiệp thẳng vào trong gia đình chúng ta, mà ngài giao cho người chủ gia đình cái trách nhiệm để chúng ta khi thấy những việc đang diễn ra trong gia đình, ma quỷ đang áp bức vợ con của chúng ta, thì chúng ta đứng vào trong vị trí chúng ta cầu nguyện, cầu thai để Chúa can thiệp vào ở trong đời sống của họ. Rất là quan trọng vì Chúa ngài giao cho chúng ta trách nhiệm. Khi chúng ta nhìn ở trong cộng đồng của mình, thấy những chuyện xảy ra không đúng theo ý của Đức Chúa Trời, thì Chúa ngài muốn chúng ta là những người đứng trên đất này được Chúa ngài ban cho quyền cai trị đó. Chúng ta phải không chấp nhận cái tình trạng đó. Và chúng ta gọi điện thoại lên thiên đàng và chúng ta xin Chúa ngài tiếp cứu. Giống như chúng ta báo cho nhà chức trách biết là có những chuyện bất hợp pháp đang diễn ra trong khu xóm của chúng ta, ở trong nhà của chúng ta. Thì chức vụ cầu thai là như vậy. Chúng ta nắm lấy cái quyền mà Chúa để cho chúng ta cai trị trên mặt đất này, để chúng ta đứng vào trong vị trí và chúng ta xin Chúa ngài giúp đỡ. Và đây cũng là một trong những cái điều rất là quan trọng, là nguyên do tại sao mà chúng tôi nắm lấy cái vị trí của người cầu thai cho gia tộc, gia đình của mình, cũng như là ở thành phố nào chúng ta cầu nguyện thành phố đó. Chúng ta biết rằng chúng ta có cái quyền pháp lý rõ nhất, bởi vì Chúa giao cho chúng ta quyền cai trị. Chúa cho chúng ta cái đặc ân để sử dụng danh của Chúa để chúng ta cầu nguyện. Và khi chúng ta thấy trong gia tộc của mình, thí dụ như trong gia đình của tôi, thì tôi cầu nguyện cho những người họ Huỳnh. Phía Bắc thì là Hoàng, trong Nam là Huỳnh. Cả hai ở trong tiếng Hán Việt là cùng một chữ. Lý do là bởi vì Chúa cho tôi biết được chương trình ý định của Chúa mà đã bày tỏ trong Kinh Thánh cho loài người của chúng ta. Và đem chương trình ý định của Chúa đem so với dòng họ Huỳnh trong lúc bây giờ, thấy rằng nó khác rất xa. Mà Chúa cho tôi hiểu được điều này, cho nên tôi bắt đầu tôi cầu nguyện cho tất cả những người họ Huỳnh, họ Hoàng. Chúa can thiệp vào, xin Chúa giúp đỡ, Chúa tiếp cứu vào trong những người này. Và cảm ơn Chúa, trong một góc cạnh nào đó, thì Chúa đáp lời cầu nguyện. Thứ nhất là những người họ Huỳnh khác, họ gặp tôi thì họ cảm ơn Chúa và nói rằng em là họ Huỳnh, là mục sư. Và cảm ơn mục sư đã cầu nguyện bởi vì em gặp Chúa trong những năm gần đây. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ thì số người rất đông, tôi đi ở trong một chuyến đi xa nào thì cũng gặp ít nhất là đôi ba người đến nhìn người chung họ. Và cảm ơn vì điều mà tôi đã làm, trung tính làm. Tôi nói rộng ra, khi vợ chồng chúng tôi cưới nhau thì nhà tôi thất lạc với các em của mình
kể từ năm 1975. Chúng tôi không cầu nguyện gì nhiều mà chỉ gọi Lệ Mỹ Dung Nga Phượng, các em của nhà tôi, và mỗi tối chúng tôi cầu nguyện cho họ, cho sự cứu rỗi. Thì cảm ơn Chúa là sau khi cầu nguyện một thời gian thì đến năm 1992 tôi được Chúa Ngài cho phép để gặp cô em kế của nhà tôi. Rồi sau đó Chúa Ngài sắp đặt đến năm 99 thì chúng tôi gặp tất cả các em. Và ngày hôm nay thì các em, chồng và con của mình, hết thảy cái gia tộc này đã gặp Chúa. Tại sao chúng ta có thể dạng dị đi cầu nguyện? Bởi vì chúng ta là người của dòng họ đó. Chúng ta là người của cái gia tộc đó. Hay là chúng ta là người của thành phố đó, chúng ta là người của dân tộc đó. Thì Satan nó có thể kiện cáo, nó rằng cái đứa đó, cái gia đình đó nó đâu có tìm kiếm Chúa đâu mà tại sao Chúa lại làm việc. Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ có quyền pháp lý và Ngài nói rằng nhưng trong cái dòng họ đó, có một đứa đã cầu xin ta can thiệp và cứu những người trong gia tộc đó. Đó là điều mà Chúa cần. Bởi vì Đức Chúa Trời những gì Ngài phán ra thì nó cũng là một cái quy luật mà Chúa Ngài cũng giữ. Ngài rất nghiêm túc khi Ngài nói rằng chúng ta hãy làm người theo hình ta, theo tượng ta, đặng quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, đặng để họ quản trị. Nên xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta thấy điều đó, để chúng ta sẽ cầu thai. Không ai mạnh mẽ cầu thai tốt cho bằng chúng ta cầu nguyện cho gia đình của mình. Amen. Không ai trong chúng ta có thể cầu nguyện một cách mạnh mẽ cho bằng người Houston cầu nguyện cho thành phố Houston. Không có một người nào, dù họ có yêu thương dân tộc của chúng ta như thế nào đi nữa, có thể chọn quyền pháp lý để cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam chúng ta bằng chúng ta. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta nhớ điều đó. Chúng ta có những liên hệ, chúng ta có những cái nhịp cầu. Điều này thì tôi thường nhắc với anh chị em, để chúng ta cũng đổi luôn trong ngôn ngữ của chúng ta đó. Đó là đừng tủi thân và nói rằng tôi là người duy nhất ở trong gia đình, gia tộc của mình tin Chúa. Chúng ta nói như vậy là chúng ta đóng cửa sự cứu rỗi cho cả gia tộc của mình. Tôi khuyến khích anh chị em, và cảm ơn Chúa ngày hôm nay có nhiều con cái của Chúa cũng đã thay đổi từ ngữ. Khi chúng tôi gặp nhau thì họ cũng có nhắc lại cái lẽ thật này mà tôi đã giảng dạy. Cảm ơn Chúa, họ không còn tủi thân nói mình là người duy nhất nữa, nhưng mà là người đầu tiên. Trong khi chúng ta công bố điều đó, tôi là người đầu tiên trong gia đình tin Chúa, chúng ta đã gieo cái hạt giống của đức tin rồi. Amen anh chị em. Tại vì có người đầu tiên thì phải có người thứ nhì chứ. Có người thứ ba không? Và đức tin chúng ta cứ tiếp tục và chúng ta tin rằng nhiều người nữa sẽ được cứu ở trong ơn của Chúa. Amen Chúa. Và trong công tác mà chúng ta đang đeo đuổi hiện tại để nắm bắt chìa khóa mà Chúa Ngài ban cho. Xin Chúa cho để chúng ta là người Việt Nam, chúng ta sẽ tha thiết cầu nguyện cho sự cứu rỗi cho người Việt Nam của chúng ta. Hãy cầu nguyện như tất cả gánh nặng của sự cứu rỗi cho cả dân tộc của chúng ta nằm ở trên vai của chúng ta. Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước ở trong ơn của Chúa. Làm thế nào để chúng ta biết phải cầu nguyện điều gì? Kinh Thánh sẽ cho chúng ta những cái sự hướng dẫn. Nãy giờ tôi muốn nói chúng ta cầu nguyện là chúng ta thực thi những chân lý của Chúa. Thì chúng ta cần phải biết chân lý của Chúa để chúng ta có thể cầu nguyện. Khi chúng ta thấy một cái gia đình mà vợ chồng không có hiệp một, không phải là một, mà họ là hai, là ba và đủ mọi thứ chuyện lộn xộn trong đó, chúng ta biết nó không theo ý định của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đứng vào trong vị trí cầu nguyện và công bố rằng gia đình đó, vợ chồng sẽ là một như Chúa Ngài đã định. Vì họ sẽ không còn là hai nữa, nhưng mà họ là một ở trong Chúa. Và cũng có một sức mạnh khác nữa, lời của Chúa cho biết là một người thì có thể đuổi 1.000, nhưng mà hai người có thể đuổi 10.000. Cho nên chúng ta có quyền để chúng ta cầu thai, để những gia đình, vợ chồng có thể hiệp ý với nhau trong bước đường đi theo Chúa cũng như trong sự cầu nguyện. Bởi vì họ được Chúa cho lần đầu tiên khi họ hiệp lại với nhau làm một ở trong Chúa, họ có một cái sức mạnh gấp 10 lần so với việc họ cầu nguyện một mình. Đây là lý do tại sao chúng ta biết Satan rất ghét những gia đình hiệp một. Khi nó thấy một gia đình hiệp một, nó tìm đủ một cách để nó phá cho bằng được. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu, chúng ta sẽ là nạn nhân của nó. Nhưng khi chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ đánh đuổi nó. Nó dòng một đường đến đánh chúng ta mà bãi đường nó bỏ chạy. Amen anh chị em. Khi vợ chồng hiệp ý với nhau, chúng ta không còn xoay mặt nhìn nhau, chửi nhau, đánh nhau, chiến đấu với thịt và huyết. Nhưng chúng ta biết kẻ thù nó nằm ở phía sau và chúng ta cùng hướng ra và chúng ta phản công nó, thì quỷ nó sẽ bỏ chạy khỏi gia đình của chúng ta, hôn nhân chúng ta. Do một đường nó đến nó đánh chúng ta, mà phải do bãi đường để nó bỏ chạy.
tức là nó tan tác đó anh chị em. Cho nên hãy nắm lấy khải tượng đó và chúng ta cầu nguyện. Có những điều Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta về đời sống tài chính chúng ta, về sức khỏe chúng ta, về sự tự do chúng ta, về con cái của chúng ta. Kinh Thánh sẽ chỉ cho chúng ta để chúng ta cầu nguyện. Nên một trong những điều mà chúng ta phải thật là quen thuộc đó là lời của Chúa. Như tôi đã huấn luyện cho anh chị em hai bài trước, để chúng ta cầu nguyện theo Kinh Thánh, trong ơn của Chúa. Thứ hai, Chúa Thánh Linh sẽ mang đến cho chúng ta những nhu cầu cấp thiết. Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta. Như tôi khuyến khích anh chị em là mở rộng tâm trí của mình để đón nhận những cái trọng trách Chúa giao cho chúng ta trong sự cầu nguyện. Không phải là vô lý. Trong lúc mình đang đứng rửa chén, mình hút bụi, mình đang làm công việc bình thường của mình, ở trong công việc làm của mình, thình lình trong tâm trí của chúng ta có hình ảnh của một anh chị em nào đó nó xuất hiện trong tâm trí của mình. Chúng ta có thể đuổi nó đi. Nhưng mà tôi khuyến khích anh chị em là hãy xem nó như là một cái prayer trigger, một cái cò nổ cho sự cầu nguyện của chúng ta. Vì đâu chừng cái người đó đang sắp sửa bị tai nạn xe, có thể đối diện với một cái gì rất nguy hiểm. Và Đức Chúa Thánh Linh đang tìm kiếm một người cầu thai, kêu xin sự cứu giúp để Chúa có thể can thiệp vào và giải cứu người anh em đó. Cho nên lần tới khi chúng ta thấy Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn cho chúng ta những nhu cầu cấp thiết đó, quỳ gối xuống cầu nguyện. Bỏ công việc tại chỗ đó, chúng ta tìm một cái chỗ chúng ta cầu nguyện. Có thể trong những giây phút đó, gánh nặng có thể làm cho chúng ta đổ nước mắt. Một cái gánh nặng rất nặng trong tâm hồn của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho cái người đó cho đến khi nước mắt ngưng chảy. Chúng ta nghe có một cái sự nhẹ nhàng khỏi cái gánh nặng đó và biết rằng Chúa đã đủ quyền pháp lý để Ngài có thể can thiệp vào trong đời sống của người đó. Và tôi nắm lấy những cái cơ hội này thường xuyên. Và khi ráp nối câu chuyện lại với nhau, thì thấy rằng trong tích tắc, trong nháy mắt, những người đó có thể mất mạng. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi đứng vào trong vị trí, đứng vào chỗ sức mẻ để cầu thai. Và kết quả đó là người ta được an toàn. Có người báo cho tôi biết, một sự sáng hôm nay, xin một chút là em mất mạng rồi, vì em biết chắc rằng cái chiếc xe 18 bánh nó đụng em là cái chắc rồi đó. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó, mà em thoát ra được mà em cũng không hiểu làm sao em thoát ra được. Cảm ơn Chúa vì sự cầu thai của những chiến sĩ cầu nguyện mà tôi gọi là những người chiến sĩ cầu nguyện cấp bách, emergency intercessor. Đức Thánh Linh sẽ chỉ cho chúng ta. Cũng có thể chúng ta đang ngủ và Chúa cho chúng ta một giấc chiêm bao về một ai đó. Tôi khuyến khích anh chị em là nhắc nhở con người linh của chúng ta rằng khi có những giấc chiêm bao như vậy, lập tức thức dậy để làm cái công tác mà Chúa Ngài đang tìm. Tôi biết những người mà thích ngủ nghe đến chuyện này mình nói sao phiền phức quá vậy, sao Chúa không tìm một cái gì giờ nào khác mà chờ cho đến chiêm bao Chúa mới báo chuyện này mà giữa 2-3 giờ sáng. Anh chẳng có biết 2-3 giờ sáng là cái chỗ, cái giờ mà nhiều người họ tự tử nhất không? Đó là cái giờ mà tội ác xảy ra nhiều nhất không? Cái ca đó là cái ca mà nếu chúng ta còn nhớ, luôn cả thiên sứ cũng hoạt động ở trong cái thời giờ đó. Khi Gia-cốp vật lộn với thiên sứ của Đức Chúa Trời, đến cái canh ba của đêm thì chúng ta thấy rằng thiên sứ nói rằng hãy để ta đi, vì có những công tác cần phải làm. Gia-cốp là người vật lộn với thiên sứ của Chúa, nói tôi không để cho người đi nếu người không ban phước trên tôi. Có những công việc mà có sự tấn công luôn cả ở trong giấc ngủ của những người thân thương của chúng ta, những người mà chúng ta quen biết. Xin Chúa cho để chúng ta nhạy bén, để chúng ta nắm bắt, bật dậy, cầu thai. Đừng sợ mình mất ngủ cái đêm đó. Chúa Ngài sẽ ban thưởng. Và chúng ta sẽ được Chúa Ngài bù trừ cho chúng ta một cách nào đó. Mà một khi Chúa Ngài bù trừ cho thì ngủ ít cũng thành ra nhiều. Chúng ta thấy vẫn khỏe như thường. Trong ơn của Chúa. Chúng ta có thể nói, Chúa ơi, Chúa muốn con cầu nguyện cho người nào đó như thế nào? Xin chỉ cho con cách để cầu thai. Và hãy nhớ rằng Đức Thánh Linh là Thầy của chúng ta và Ngài hứa sẽ giúp đỡ chúng ta. Tại vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, Chúa Ngài sẽ dẫn dắt, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta, Ngài sẽ cầu thai qua chúng ta. Cho nên chúng ta chắc chắn sẽ biết những điểm để cầu nguyện. Một điều khác, một điểm quan trọng chúng ta cần nhớ khi cầu nguyện, chúng ta có uy quyền trên kẻ thù, nhưng không phải trên ý muốn của con người. Đây là chỗ mà rất là quan trọng.
có một lẽ thật mà chúng ta cần nhớ. Có những chuyện mà người ta đến và nhờ chúng tôi cầu nguyện giải cứu. Thì rằng tôi có thể đuổi quỷ nhưng mà tôi không thể đuổi xác thịt của anh của chị được. Xác thịt của anh của chị, anh chị phải nắm quyền kiểm soát nó và tự nguyện đặt ở dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh. Quỷ thì tôi có thể đuổi được, tôi sẽ trị quỷ để giải cứu anh chị em. Nhưng mà công việc của xác thịt thì tôi không đuổi được. Tôi không đuổi cái tánh nóng giận được. Tôi không đuổi cái việc gọi là đi nói xấu người khác được. Tôi không đuổi những cái việc của xác thịt, kiêu ngạo cái gì đó. Thì những cái đó là chính chúng ta phải để Đức Thánh Linh Ngài giúp đỡ để chúng ta thắng nó. Còn những cái tà linh, quế linh thì những người khác có thể giúp để giải cứu chúng ta được. Cho nên chúng ta cần nhớ cái điểm đó. Chúng ta có thể cầu nguyện cho những người lân cận của chúng ta để giới hạn công việc của kẻ thù trên đời sống của họ. Nhưng mà chúng ta không thể nào cầu nguyện để đuổi cái linh kiêu ngạo mà, hay là nói hành, nói tỏ với người khác. Và vân vân, thì nếu mà nó thuộc về xác thịt thì chúng ta chỉ có thể cầu thay và xin Chúa Ngài giúp đỡ để họ sớm trao đời sống của mình để Đức Thánh Linh tự do kiểm soát. Anh em nắm được vấn đề. Quỷ chúng ta đuổi được, xác thịt chúng ta không đuổi được. Chính cá nhân của cái người đó phải nắm quyền kiểm soát xác thịt của mình. Đó là lý do mà nhiều khi chúng ta vì không hiểu cho nên chúng ta chán nản vì chúng ta cầu nguyện cho ai đó mà lâu rồi sao không thấy có sự thay đổi. Chúng ta cũng nhân danh Chúa, chúng ta cột trói, chúng ta đuổi linh này linh kia. Nhưng mà thật ra đó là xác thịt của họ. Thì chúng ta phải đổi cách chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa Ngài giúp đỡ, đem lại sự cáo trách. Và có nhiều khi chúng ta xin một cách táo bạo như cuộc phục hưng ở tại Sanctum. Có những người trong hội thánh cầu nguyện lời cầu nguyện mà những người bên ngoài nghe, họ nói sao ác vậy. Nhưng mà vì thương quá và vì những cái con người mà họ cầu thai cứng lòng quá, cho nên những người cầu thai này đã cầu nguyện lại Chúa xin cho họ nghe được cái mùi khét của quả ngục, cảm nhận được cái sức nóng của quả ngục để họ biết và sớm tỉnh thức để cứu mình. Những người khác nói sao mà cầu nguyện cho người ta xích một chút để xuống quả ngục vậy. Rồi có nhiều khi phải sát như vậy đó người ta mới tỉnh thức. Không thì họ cứ nghĩ rằng không gì có thể đánh ngã mình được. Và đó là lý do mà những người cầu thai có cái sự nhạy bén trong sự hướng dẫn của Chúa, nhiều khi chúng ta phải quyết liệt như vậy. Cảm ơn Chúa. Công cụ Chúa đã ban cho chúng ta khi cầu nguyện. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 10 câu số 4. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta có những cái vũ khí để chúng ta có thể chiến thắng ở trong ơn của Chúa, ở trong quyền năng của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nắm bắt được và sử dụng những vũ khí này. Chúng ta phải có đức tin rằng các công cụ hay là vũ khí mà Chúa Ngài ban cho chúng ta sẽ có hiệu quả. À, nếu không thì lời cầu nguyện của chúng ta cũng vô ích. Chúng ta phải có niềm tin vào quyền năng của danh Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta phải hoàn toàn tín thác vào lòng nhân từ và thành tín của Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Chúng ta phải tin danh Đức Chúa Giêsu có quyền năng. Nếu anh chị em chưa quen trong cái chức vụ giải cứu đuổi quỷ, thì chúng ta có thể chúng ta không thấy sức mạnh. Nhưng mà chúng tôi đã thấy quyền năng của danh Đức Chúa Giêsu được thể hiện một cách rất là rõ ràng khi chúng ta sử dụng để chúng ta trị quỷ. Và kết quả rất là tốt đẹp. Cầu nguyện trong Thánh Linh là vũ khí đầu tiên mà chúng ta có thể sử dụng. Khi chúng ta hiểu được đây là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của một người cầu nguyện có thể sử dụng được, chúng ta hiểu lý do tại sao ma quỷ khai thác và chống đối việc này, nhất là ngôn ngữ thiêng liêng và cầu nguyện ở trong tiếng mới. Vũ có thể bước ra ngoài giúp có người nào đi ở bên ngoài phía trước. Cảm ơn Chúa vì danh của Chúa Giêsu là điều thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng. Nhưng mà trước nhất chúng ta cầu nguyện ở trong Thánh Linh. Đây là một cái cách mà chúng ta có thể tương giao với Chúa nhanh nhất. Lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể tương giao trực tiếp với Đức Chúa Trời khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới hay là cầu nguyện trong Thánh Linh. Cầu nguyện ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu số 2 lời của Chúa dạy. Vì người nói tiếng lạ không phải nói với loài người, mà là nói với Đức Chúa Trời, nên không ai hiểu được,
bởi người ấy nói những điều mầu nhiệm trong Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nghiên cứu một chút về câu này để chúng thấy vì người nói tiếng lạ không nói với loài người mà nói với Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy đây là một cái phương tiện rất là tốt để chúng ta có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời. Tại vì khi chúng ta cầu nguyện ở trong cái ngôn ngữ của mẹ đẻ của mình, thì cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của loài người. Có cái chỗ của nó, hình sứ đồ Phaolô nói ông cầu nguyện ở trong tâm trí mà ông cũng cầu nguyện ở trong tâm thần. Vì cầu nguyện ở trong ngôn ngữ bình thường, hàng ngày và ngôn ngữ thiêng liêng. Và chúng ta để ý đến đây, người nói tiếng lạ không nói với loài người mà nói với Đức Chúa Trời, nên không ai hiểu được, bởi người ấy nói những điều mầu nhiệm ở trong Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Thì có nghĩa là có những điều chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào. Nhưng mà chúng ta bước vào chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh, thì chúng ta nói thẳng với Đức Chúa Trời. Và trong lúc chúng ta nói và cầu nguyện trong tiếng lạ trong Thánh Linh đó, chúng ta đang nói những điều quyền nhiệm. Chúng ta không hiểu, nhưng mà chúng ta tin rằng sẽ có kết quả là bị vì lời của Chúa nói như vậy. Cầu nguyện trong Thánh Linh là lời cầu nguyện hoàn hảo nhất. Điều này có nghĩa là khi chúng ta cầu nguyện ở trong tâm linh, Đức Thánh Linh đấng trợ giúp chúng ta sẽ cầu thay qua tâm linh của chúng ta bằng cách cầu nguyện một lời cầu nguyện phù hợp với ý muốn của trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Đây là điều phước hạnh. Roma chương 8 câu 26 đến 28. Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta. Vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người biết rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Các câu kinh thánh này cho chúng ta thấy rằng có những lúc chúng ta đối diện với những vấn đề mà chúng ta cầu nguyện tiếng Việt cũng không thỏa lòng, rồi tiếng Anh cũng không thỏa lòng, bởi vì nó không đủ. Mà trong con người, trong tâm linh của chúng ta đó, có những cái đau khổ, có những cái đau đớn, có những nhu cầu nó quá lớn đi, mà mình nói ngôn ngữ của con người mình nói không xuể. Thì lời của Chúa tại đây cho chúng ta biết rằng là trong giây phút đó, thì Thánh Linh Ngài lấy những tiếng thở than không thể nói ra được đó, mà Ngài cầu nguyện cho chúng ta theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Tuyệt vời không chị em? Tôi đã thường kể cho anh chị em một số những câu chuyện mà tôi nhắc lại. Có những lúc chúng ta ở trong cái vị trí như khi nãy tôi nói thần linh trong giấc mơ, trong sự hiện thấy, hay là mình cảm nhận được ai đó đang cần được cầu thai. Và chúng ta cũng không biết là cái nhu cầu của họ là gì để chúng ta cầu thai. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có Thánh Linh của Chúa. Đức Thánh Linh Ngài làm gì? Đấng dò xét lòng người, biết rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà cầu thai cho các thánh đồ. Điều này có nghĩa là Đức Thánh Linh Ngài biết nhu cầu và Ngài biết tấm lòng của Đức Chúa Cha. Ngài biết thánh ý của Đức Chúa Cha, cho nên Ngài lấy cái lời cầu nguyện của chúng ta mà Ngài cầu thai cho chúng ta. Mà lời đó nó không đến từ tư tưởng của chúng ta, mà nó đến từ ngôn ngữ mà Chúa Ngài ban cho. Lúc bây giờ chúng ta bước vào ở trong ngôn ngữ thiêng liêng và chúng ta cầu thai, đó là lúc mà chúng ta cầu thai hiệu quả nhất, hoàn hảo nhất. Bởi vì Đức Thánh Linh Ngài cầu thai cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ngài cầu thai cho chúng ta thì Ngài biết ý của Chúa Cha, Chúa Cha biết tấm lòng của Đức Thánh Linh, thì cái lời cầu nguyện đó chắc chắn sẽ có kết quả. Cảm ơn Chúa. Một điều khác nữa mà chỉ có những con người cầu thai đủ để có thể hiểu và trong kinh nghiệm, đó là khi chúng ta cầu nguyện, Chúa có thể đem sai thiên sứ của Chúa đem sự đáp lời đến. Như chúng ta thấy trong trường hợp của Daniel, ông cầu xin Chúa Ngài bày tỏ cho biết tương lai của dân tộc của ông. Vì lời tiên tri của Jeremy đã cho biết là họ sẽ bị lưu đày ra xứ người trong 70 năm. Daniel theo dõi và biết rằng 70 năm đó sắp hoàn tất. Ông hạ mình xuống kiêng ăn cầu nguyện xin Chúa bày tỏ cho cái thiên mệnh của Chúa cho dân tộc của ông sau 70 năm lưu đày nơi xứ người là gì. 21 ngày sau, thiên sứ Gabriel đến chào ông với cái lời chào là người được Chúa yêu. Và thiên sứ hé mở cho ông một cái điều rất là đặc biệt tại đây, đó là ngay từ ngày đầu khi ông hạ mình xuống cầu nguyện, thì lập tức Đức Chúa Trời đã sai Gabriel mang sự đáp lời đến, sứ điệp đến cho ông. Nhưng mà
có vua của Ba Tư ngăn trở Gabriel, khiến cho Gabriel không thể nào có thể đến được với Daniel để đem ý muốn của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời cho tuyển dân của Ngài, để Daniel có thể biết được. Như vậy chúng ta thấy, khi Đức Chúa Trời Ngài đem một cái sự đáp lời cầu nguyện đến, Satan có thể lên kế hoạch để ngăn trở. Bởi vì nó nghe, nó biết, nó hiểu. Giống như ngay giây phút này, Satan nó không có mặt ở đây, nhưng nó có những cái linh gọi là linh quen thuộc. Nó ở trong những con người, nó có thể núp ở ngoài cửa sổ, nó có thể ở cái cửa trước. Nó đưa tay vào để nó nghe những gì chúng ta cầu nguyện. Và khi nó biết, nó có thể lên kế hoạch để ngăn trở. Trừ trường hợp chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới. Khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới thì chúng ta, lời của Chúa nói gì? Chúng ta nói thẳng với Đức Chúa Trời. Người nói tiếng lạ không nói với loài người mà nói với Đức Chúa Trời, nên không ai hiểu được, bởi người ấy nói những điều mầu nhiệm trong Thánh Linh. Cho nên cầu nguyện trong tiếng mới cũng là điều rất là an toàn. Mà khi chúng ta cầu nguyện, Chúa đáp lời xong rồi, Satan nó mới thấy cái sự đáp lời của Chúa, nó trở tay không kịp. Đó là lý do tại sao những điều mà hội thánh của Chúa chúng ta có thể làm, và nhất là những anh chị em đã có được ân tứ, hãy sử dụng điều này trong thời gian cầu nguyện của mình. Chúng ta có những điều chúng ta cầu thai mà nhiều chúng ta đang học ở trong cuộc đời của Joseph ở trong tối thứ tư. Nhiều khi ông nói ra những điều quá sớm mà các anh của ông đem lòng ganh tị và ông gặp khó khăn, bởi vì ông chia sẻ khải tượng với họ. Ông đã ném ngọc trai ở trước mũi heo. Chuyện Đức Chúa Trời Ngài lên kế hoạch để cứu tuyển dân của Ngài, họ chính là những cái con người đầu tiên của gia tộc đó, của chi phái đó. Đáng lý ra họ phải vui mừng cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời Ngài ban phước để em của mình sẽ được Chúa Ngài sử dụng để cứu mình. Thì họ vì thiếu sự hiểu biết, họ đã chống đối ông, ganh ghét với ông, không một lời tử tế nào nói với ông được. Có những điều mà Chúa Ngài cho chúng ta biết để chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta xin Chúa Ngài cho, để chúng ta trở nên những người ở trong cái vòng tròn Chúa tin cậy được, để Ngài giao cho chúng ta những cái trọng trách trong sự cầu thai mà những người chưa trưởng thành Chúa sẽ không cho họ biết được. Để cho họ biết, họ sẽ đi, họ đồn ra, họ nói bậy và làm mồi ngon cho ma quỷ. Cho nên có những con người mà Chúa phải đến và chỉ thăm viếng họ trong giấc mơ của họ mà thôi, để họ có thể đứng lên và cầu thai một cách tốt đẹp ở trong ơn của Chúa. Ở trong hội thánh của Chúa cận đại, có những con người mà hàng năm Chúa Ngài triệu tập họ về phòng cao ở tại Jerusalem. Và tại đó Đức Chúa Trời bày tỏ những điều mà Ngài toan định làm ở trong năm đó. Những con người này, họ có một cái chức vụ cầu thai rất là trưởng thành và được mời để đến tham dự ở trong cái cuộc cầu nguyện đó. Và dĩ nhiên là họ trưởng thành đủ để cầu nguyện và biết những cái gì mà Đức Chúa Trời Ngài mặc khải. Họ cầu nguyện, họ chiến đấu cho đến khi Chúa Ngài nói rằng xong rồi, cái sự cầu thai các con đã trao cho ta quyền pháp lý. Sau những ngày họ kiên ăn cầu nguyện, họ trở về thì chỉ còn là thông báo cho chúng ta biết rằng kết quả nó sẽ xảy ra như thế nào. Tôi được dịp để gặp biết những con người đó, và những điều mà Đức Chúa Trời mặc khải cho họ rất là tuyệt vời. Và chúng ta tin chắc, bởi vì họ là những người đã được Chúa Ngài tiết lộ những điều Chúa Ngài toan định làm, và cầu thai cho đến khi việc Chúa Ngài cho biết Ngài đã đủ quyền pháp lý để hành động. Hành cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là điều hết sức là phước hạnh. Cầu nguyện trong Thánh Linh có ý nghĩa nhất, mặc dù chúng ta không hiểu những gì chúng ta đang cầu nguyện, nhưng Chúa hiểu, nên chúng ta tạ ơn Chúa. Cầu nguyện trong Thánh Linh gây dựng đời sống người cầu nguyện. Đây là cái sự là Chúa Ngài ban phước lại trên chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện ở trong tiếng lạ, thì Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu số 4, người nói tiếng lạ tự xây dựng chính mình, nhưng người nói tiên tri xây dựng hội thánh. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta muốn mình được mạnh mẽ, chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh để chúng ta được mạnh mẽ trong Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện trong Thánh Linh có thẩm quyền của thiên đàng đằng sau đó. Vì Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở chúng ta vào thời điểm thích hợp để chúng ta sẽ kết quả trong ơn của Chúa. Ephesians chương 6 câu số 18. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin và cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Cảm ơn Chúa. Danh Chúa Giê-xu là một khí cụ quyền năng khác mà chúng ta có thể sử dụng trong sự cầu thai. Quyền năng của Đức Thánh Linh trong chúng ta ban cho chúng ta quy quyền để chúng ta sử dụng danh Đức Giê-xu để chúng ta ngăn chặn kẻ thù. Thí dụ để chúng ta có thể hiểu được vấn đề như sau. Thí dụ có một cảnh sát có thể đứng để dừng một chiếc xe trọng tải bằng cách chỉ đứng ở giữa đường cao tốc và giơ tay của mình ra bảo dừng lại. Thì chúng ta thấy về thể chất thì cái nhân viên cảnh sát này đối với chiếc xe trọng tải thì không ra gì, nó có thể cán dẹp như cái lon coca phải không? Nhưng có một điều đặc biệt là viên cảnh sát có một cái huy hiệu ở trên ngực của mình, có thẩm quyền đằng sau được đi cảnh sát của thành phố cho anh ta có cái thẩm quyền đó để anh có thể dừng giao thông và cấm xe trọng tải tiếp tục nếu luật đã bị vi phạm. Và cái người tài xế của chiếc xe trọng tải đó phải vâng lời. Vì nếu không vâng lời anh thì đụng đến với cái thẩm quyền đã ủy quyền cho anh làm cái công tác này. Sẽ đụng đến ty cảnh sát của thành phố. Mà nếu ty cảnh sát của thành phố không giải quyết được thì nó sẽ trở thành công việc của liên bang của nước Hoa Kỳ này. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta hiểu được điều đó. Khi chúng ta trong thẩm quyền trong danh Đức Giê-xu, chúng ta truyền lệnh, chúng ta giới hạn, chúng ta cột trói công việc của ma quỷ. Từ chúng ta không có gì để so được với Satan. Nhưng thẩm quyền Chúa Ngài ban cho mà chúng ta có thể thực thi công tác. Và anh chị em trong danh Đức Giê-xu, chúng ta đã được Chúa Ngài ban chúng ta trong Luca chương 10 câu số 19. Này ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ thù dưới chân. Chẳng điều gì làm hại các con được. Cảm ơn Chúa. Và Philip chương 2 câu số 10. Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe nói đến danh của Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thảy đều phải quỳ xuống. Nên khi chúng ta công bố danh Đức Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ thấy kết quả. Lời cầu nguyện tương tự như sau, anh chị em có thể sử dụng mà mạnh mẽ cầu nguyện. Nhờ thẩm quyền của Chúa Giê-xu và quý báu Chúa Giê-xu, ta cột trói ngươi Sa-tăng và phá vỡ quyền lực của ngươi trong tình huống này. Trong danh Đức Chúa Giê-xu ta giải phóng. Rồi chúng ta nêu tên của cái người cần được giải phóng, giải cứu ra khỏi sự nắm giữ của ngươi và phá hủy các công việc và kế hoạch của ngươi. Cảm ơn Chúa. Đó là hai cái khí cụ rất là mạnh mẽ mà Chúa Ngài cho chúng ta. Tuần tới chúng ta sẽ nói đến huyết Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ nói đến quyền năng mà Chúa Ngài giao cho chúng ta. Nhưng chúng ta tạm ngưng ở tại đây để chúng ta áp dụng. Phần đầu khi chúng ta cầu nguyện và trong Thánh Linh, tôi thương khuyết anh chị em là hãy mở rộng cái tầm nhìn của mình đối với công việc cầu nguyện trong Thánh Linh. Mình xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ sử dụng một cách thường xuyên, mạnh mẽ hơn. Anh chị em, có nhiều người rất ao ước muốn được tiếng lạ. Ai đã có tiếng lạ rồi mà không sử dụng thì chúng ta thấy rằng chúng ta làm uổng phí đi. Đây là một cái sự ban cho thiêng liêng từ nơi Chúa. Có tầm cỡ có thể giúp đỡ cho chúng ta tương giao trực tiếp với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện, lời cầu nguyện hoàn hảo và được bảo vệ. Được Chúa Ngài ban cho chúng ta một cái phước hạnh là khi chúng ta càng cầu nguyện ở trong tiếng lạ, chúng ta càng gây dựng chính mình. Ai yếu đuối, hãy bước vào ở trong sự cầu nguyện trong Thánh Linh để chúng ta được mạnh mẽ ở trong ơn của Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh, một trong những điều khác nữa là chúng ta mở khóa cho những điều Chúa Ngài mặc khải, Ngài chia sẻ với chúng ta. Nó sẽ giúp cho chúng ta có những lời tri thức, có những lời khôn ngoan. Và khi chúng ta hiểu những lời tri thức, những lời khôn ngoan, cũng như một cái sứ điệp trong tiếng lạ được thông giải, thì đó sẽ giúp cho chúng ta vận hành trong ân tứ tiên tri để chúng ta công bố những điều mà Chúa Ngài đã cho chúng ta thấy. Tôi chia sẻ một hình ảnh để anh chị em có thể thấy được ở đây. Mỗi ngày Chủ nhật khi tôi đứng ở phía trước trong lúc người khen thờ phượng, thì chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Có người thắc mắc và nói rằng sao mục sư Khánh đi trong quyền năng ân tứ của Chúa mà không nghe mục sư Khánh cầu nguyện tiếng lạ nha. Tôi nói rằng tôi cầu nguyện
tôi thông giải xong, tôi đã nói cái sứ điệp đó mà bạn chưa biết. Bởi vì cầu nguyện, ở trong tiếng Latin là chúng ta tương giao trực tiếp với Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta cầu nguyện như vậy, Chúa Ngài có thể mặc khải, Ngài có thể hướng dẫn. Và có những điều chúng tôi ứng dụng trong việc chúng tôi giải thích lời Chúa sau đó trong sứ điệp. Hay là có những lời cầu nguyện, cầu thai ở trong lúc đó. Và có những điều đang diễn ra mà anh chị em ở trong hội thánh có thể nói rằng hôm nay có một gì rất đặc biệt. Trong lúc em nghe một sư giảng thì thình lình em thấy có như là Chúa Ngài kéo em riêng vào ở trong một cái bầu không khí mà giữa em với Chúa thôi. Sau đó thì Chúa dạy dỗ rất là nhiều điều. Thì tôi mỉm cười và tôi nói rằng vì có người cầu thai cho đó. Anh chị em yêu, Chúa Ngài có thể ban cho chúng ta những khả năng như vậy. Vì chúng ta biết rằng trong lúc mà nghe giảng như vậy đó, ma quỷ nó có thể nó đến nó làm cho những con người đó bị chi phối. Nó có thể đến nó rỉ tai và nó đừng nghe. Thì nếu chúng ta ở trong vị trí của những người cầu thai trong cái buổi nhóm và chúng ta nhảy bén đủ, chúng ta có thể tập trung vào một người nào đó và chúng ta cầu nguyện cho họ, cầu thai cho họ. Chúa có thể hành động trên họ và buổi nhóm đó sẽ là buổi nhóm không phải bình thường nữa, nhưng mà sẽ có những sự bứt phá trong đời sống của họ. Rất là quan trọng. Chúa Ngài ban phước và anh chị em sử dụng ơn của Chúa một cách tốt đẹp. Anh chị em sẽ thấy công việc của Chúa được tấn tới một cách rất là đều. Trong tất cả những cái đại hội lớn mà có cái sức mạnh ảnh hưởng trên tầm cỡ của thế giới đó, thì 1.000 người đại biểu tham dự trong đại hội thì họ cũng có 1/4 ở trong phòng cầu nguyện để cầu nguyện cho cái cuộc hội nghị đó. Chúng tôi đã từng thấy 15.000 người trong đại hội tại Indonesia. Thì bước qua cái tháp cầu nguyện của họ, chúng ta biết có 500-700 người cầu thai cho cái buổi nhóm ở bên kia. Bởi vì những con người này đã nắm được cái mối liên hệ với thiên đàng và có thể chuyển thiên đàng xuống đất này, và chương trình của Đức Chúa Trời có thể chuyển vào ở trong cuộc hội nghị đó, vì họ là người đang cầm đường dây điện thoại nóng liên lạc với thiên đàng. Rất là quan trọng để chúng ta nắm bắt điều đó. Danh Chúa Giê-xu. Tối hôm nay có một số vấn đề mà chúng ta sẽ sử dụng danh Đức Chúa Giê-xu. Nên cho em Chúa Ngài đặt để trong chúng ta một ai đó, một gia đình nào đó, mà chúng ta nhận biết rằng trong những ngày qua họ đang bị trói buộc. Họ có những thái độ, có những cái tư cách chúng ta thấy nó rất là vô lý. Họ không là họ nữa. Có một danh từ mà chúng ta thường nghe, đó là they not themselves anymore. Họ không giống như là trước đây. Thì chúng ta biết rằng họ đã vì một cái lý do nào đó có thể đã mở cửa cho ma quỷ. Thì công việc của chúng ta là cầu thai cho họ. Chúa Ngài sẽ giải cứu, Ngài sẽ giúp đỡ. Và chúng ta làm công việc đó bằng cách chúng ta sử dụng cái lời cầu nguyện mẫu mà tôi đề nghị với anh chị em ở cuối của bài học của chúng ta. Trong danh Đức Chúa Giê-xu, ta giải phóng. Anh chị em nêu tên của người mà Chúa đặt để ở trong lòng của chúng ta khỏi sự nắm giữ của ma quỷ, cái công việc và kế hoạch của nó. Thứ hai, nhân danh Đức Chúa Giê-xu, trong buổi tối hôm nay, chúng ta vào đúng 10 giờ, thì anh chị Hải Như có nhờ chúng ta sẽ qua FaceTime cầu nguyện cho cụ Hoàng. Ông có sạn ở trong túi mật, rồi giải phẫu thì mọi việc tốt. Nhưng mà ngày hôm qua, trong lúc mà họ đẩy ông đi đến cái chỗ để chụp hình C-scan đó, thì C-scan đó thì họ lười biếng, không có mang cái chai nước biển với lại oxy đi theo. Thì họ đẩy ông đi như vậy, thì đến một lúc áp huyết ông xuống rất thấp. Thì họ cũng không biết, bởi vì đâu có máy để đo, để mà biết. Đến khi mà ông bắt đầu có những cái tiếng nói la sảng thì lúc bây giờ Như đang đi chung thì la lên và bảo phải đưa trở về cái chỗ để có thể bắt ông vào trong máy trở lại. Thì về đến cái chỗ cấp cứu thì họ phải dừng lại ngay cái chỗ đó để giúp đỡ. Và có nhiều y sĩ phải giúp đỡ để cứu mạng của ông bởi vì máu xuống quá thấp. Thì hiện tại đang ở trong cái tình trạng là trong phổi có nước. Và thứ hai là vì đã thiếu oxy như vậy lên não trong thời gian khá dài như vậy, thì không biết có ảnh hưởng gì đến não bộ của ông hay không. Thì bác sĩ đang làm công việc là cứ để ông ở trong thuốc mê, để họ để cái ống thở oxy, và đang theo dõi xem có bị ảnh hưởng trên não bộ của ông hay không. Thì xin chúng ta cũng chuẩn bị sẵn để chúng ta sẽ hợp tác với anh chị Hải Như, như họ đã xin hẹn là sẽ FaceTime để chúng ta có thể cầu nguyện với họ.
Cảm ơn Chúa, xin Chúa ngài ban phước. Và sau khi chúng ta được Chúa ngài ban phước và cầu nguyện, thì chúng ta cũng cầu nguyện cho chị em của chúng ta. Chị Xuân phải không, chị Xuân? Dạ, yeah. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho chị, bởi vì chị đến đây ao ước muốn được hội thánh, được buổi cầu nguyện của chúng ta. À, vì nghe về những gì Chúa ngài làm ở giữa chúng ta, để cầu thay cho chị. Chị có nhu cầu cần được... Dạ, thì điện thoại dưới đó, chút nữa chúng ta sẽ đọc nha. Cảm ơn Chúa. Ok. Rồi chúng ta bước vào trong thời gian cầu nguyện. Anh chị em, được Chúa ngài đặt để những nhu cầu, chúng ta sẽ cầu nguyện và sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện cho chị Xuân. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng để các anh chị em ở xa cũng có thể theo dõi. Và sau đó khi tôi mời chị Xuân lên thì xin Hội Thánh cũng hiệp tác với tôi và chúng ta cầu nguyện cho chị. Cảm ơn Chúa. Cho kính yêu, chúng con tạ ơn Ngài vì phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa vì đặc ân mà Chúa ngài cho chúng con. Sự trang bị của Chúa để chúng con có thể cầu nguyện trong Thánh Linh. Cảm ơn Chúa vì ngôn ngữ thiên thượng. Cảm ơn Chúa vì Chúa ngài có thể cho phép chúng con được tương giao trực tiếp với Chúa. Để chúng con nói với Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con trong thời gian này cầu thay cho Hội Thánh của Chúa ở tại đây cũng như khắp nơi. Xin Chúa ngài giúp đỡ. Hội Thánh sẽ không còn có những thái độ chống lại với lại ân tứ tuyệt vời này mà Chúa ngài trang bị cho Hội Thánh. Chúa xin cũng giúp đỡ và cởi trói những điều anh chị em chúng con bị dạy sai. Để chúng con sẽ khao khát các sự ban cho thiêng liêng, ơn của Chúa và nhất là lời tiên tri nữa. Để giúp đỡ để chúng con có thể được trang bị và cầu nguyện một cách hiệu quả trong ơn của Chúa. Để bởi quyền năng của Ngài, chúng con sẽ được Chúa ngài sử dụng chúng con một cách lớn hơn. Để chúng con có thể cầu thay cho Hội Thánh, cho gia đình, cho Hội Thánh, cho gia tộc của chúng con, cho dân tộc của chúng con. Chúng con như này cầu nguyện. Xin Chúa giải cứu để nhiều người biết chạy đến với Chúa. Lạy Chúa, xin giúp đỡ tất cả những định kiến đạo Tin Lành và đạo của Mỹ sẽ được phát tung khỏi tâm trí của người Việt Nam của chúng con. Đạo lớn đạo của ngoại quốc cũng được phát tung khỏi tâm trí của người Việt Nam của chúng con. Bởi vì chúng con biết rằng Tin Lành cứu rỗi của Chúa mục tiêu là đem những con người lạc mất trở lại với Đức Chúa Trời của mình. Chúng con xin Chúa ngài thương xót. Giờ này chúng con nhân danh Chúa Giêsu Christ mà chúng con đẩy lùi tất cả những nỗ lực, tất cả những lời tuyên truyền, những ý tưởng xuyên tạc khiến cho lòng của dân Việt của chúng con gặp khó khăn đối với việc đón nhận tin vui lớn nhất mà họ có thể nghe được ở trong đời của mình. Đó là tội lỗi của họ đã được tha. Họ đã được cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Để chúng con thấy rằng họ sẽ sớm bởi đức tin chạy đến với Chúa, tiếp nhận ngài làm cứu Chúa để sống. Chúng con cảm ơn ngài. Xin hành động Chúa giáo. Bởi ơn quyền của Chúa ban cho, để chúng con cầu nguyện cho dân tộc của chúng con. Xin Chúa ngài tiếp tục mở lòng, mở trí để nhiều người sẽ trở lại cùng Chúa. Bởi ơn của ngài chúng con cầu nguyện để dân tộc Việt Nam của chúng con, từ 53 tỉnh, từ 53 sắc tộc, xin Chúa cho có 53 triệu người Việt Nam sẽ trở lại với Chúa trước ngày Chúa ngài trở lại. Do bởi ơn của ngài Chúa giọng, chúng con sẽ thấy tại thiên đàng sẽ có đông người Việt hơn tại quả ngục. Vì sự thương xót của Chúa, bởi ơn của ngài, bởi những gì Đức Chúa Giêsu đã yêu thương và đã bày tỏ khi ngài chịu chết, đóng đinh trên thập tự giá để đền nợ tội thay cho loài người chúng con. Xin ban phước. Là Chúa, chúng con cầu nguyện xin Chúa ngài sức giàu và ban ơn để chúng con có thể chuyển tải sứ điệp cứu rỗi của Chúa đến cho dân tộc của chúng con, cho những người thân thương của chúng con một cách hiệu quả. Xin ban ơn cho chúng con để chúng con có lời, có sứ điệp để trong cuộc sống hàng ngày chúng con có thể chia sẻ với những người cùng sở làm, những người lân cận, để họ cũng được biết đến Tin Lành cứu rỗi của Chúa nữa. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì vị trí Chúa ban cho, để chúng con có thể đứng vào trong vị trí và chúng con cầu thay cho gia tộc của mình. Như này trong danh Đức Chúa Giêsu người Nazareth, ta nhân danh Chúa và cầu trói tất cả những kế hoạch của ngươi Satan
đối với những người trong dòng họ Quỳnh, họ Hoàng. Ta công bố giải phóng họ được sự tự do để có thể chạy đến với Đức Chúa Trời để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống. Đại Chúa xin ban phước, xin sức giàu để anh chị em của chúng con ở tại đây cũng như khắp nơi sẽ nắm bắt được đặc ân mà Chúa Ngài cho chúng con để chúng con có thể đứng vào trong chỗ sức mẻ cầu thay cho gia tộc của mình. Để họ sớm được Chúa Ngài can thiệp vào trong đời sống của họ. Để công việc của thế giới tối tăm bị giới hạn, mà nhiều người sẽ có cơ hội để nghe tin lành cứu rỗi của Chúa và quyết định cho chính mình giữa Đức Chúa Trời yêu thương và sự gian ác của ma quỷ, giữa sự cứu rỗi và sự sống đời đời tại thiên đàng và quả ngục, để họ có thể tự do và quyết định cho chính mình, không bị ảnh hưởng, không bị lũng đoạn, cũng không bị nhồi nhét bởi những tư tưởng phỉnh dối lừa bịp của Satan. Là Chúa xin thương xót. Chúng con cảm ơn Ngài. Là Chúa, chúng con cũng nhân danh Chúa và cột trói tất cả những công việc, những kế hoạch của ma quỷ, toàn cướp giết những gia đình, phá hủy đời sống của những người trẻ trong hội thánh, trong cộng đồng của chúng con. Phá hủy những gia đình, chia rẽ giữa người vợ, người chồng. Nhưng Chúa bởi ơn của Ngài ban phước để mọi gia đình đều có sự hiệp một, vợ chồng hiệp một với nhau, để sức mạnh của họ được gia tăng gấp 10 lần. Vì một người có thể đuổi 1.000, nhưng hai vợ chồng hiệp ý hiệp lòng với nhau có thể xua đuổi 10.000. Chúng con cảm ơn Chúa vì những nguyên tắc thuộc linh lớn lao mà Chúa Ngài ban cho, giúp đỡ và con cầu thai trong thời gian này. Các gia đình thuộc về VBC Hiếu Sinh tại đây sẽ được hạnh phúc ở trong Chúa. Vợ chồng có thể ngồi lại, hai người con Chúa được sự soi sáng, dẫn dắt và ban phước của Đức Thánh Linh, thì không có một rạn nứt nào không thể hàn gắn, không có bất cứ một bất hòa nào mà không thể giải quyết. Chúa dẫu còn nhân danh Chúa và chúc phước cho họ. Chúa cho tất cả các gia đình được phước hạnh càng hơn ở trong ơn của Chúa, và các gia đình sẽ làm những ngọn hải đăng, sẽ là những lời làm chứng sống để nhiều người trong thành phố chúng con, giữa bạn bè của chúng con sẽ thấy và chạy đến để tạo điều kiện mà chúng con có cơ hội để làm chứng điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài tiếp tục ban phước, chữa lành, giúp đỡ cho những người đang cần sự chữa lành ở trong ơn của Chúa. Để chúng con có thể kinh nghiệm phúc lợi của những giọt huyết của Chúa Giêsu đã đổ, để chúng con đã được lành ở trong Chúa, được ứng dụng vào trong đời sống của mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa vì những phước hạnh Chúa Ngài ban cho. Cảm ơn Chúa vì các khí của quyền năng mà Chúa Ngài ban cho chúng con, để chúng con có thể cầu thai một cách linh nghiệm. Là Chúa, giờ này chúng con một lần nữa cầu nguyện. Chúa dấy lên 100.000 chiến sĩ cầu nguyện cho dân tộc của chúng con. Xin tiếp tục giúp đỡ để chúng con có thể gặp gỡ, kết nối với những chức vụ. Rồi chúng con sẽ có một mạng lưới cầu nguyện toàn khắp cả đất nước Việt Nam của chúng con, cũng như cộng đồng Việt Nam của chúng con tại hải ngoại này, trong các châu, các chỗ, các nước mà người Việt Nam của chúng con đang định cư. Chúng con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện cho Hội Thánh tràn đầy ơn của Chúa càng hơn, để chúng con sẽ được Chúa Ngài sai phái sử dụng chúng con cái trọng rãi càng hơn nữa trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.